Chào tất cả quý vị các bạn ha. Thì hôm nay anh em mình có bên Thiện Nhi Vũ rồi không quý vị, có bắt thêm mà vàng cây cọp không quý vị. Quá nhà nuôi cháu ngoại. Bằng miếng. Rồi. Kéo tay lặn đế nhịn đẹp. Bóc. Mấy tay nó nghệ nhân rồi đó, không có chê chỗ nào. Mấy tay nó nghệ nhân là không có chê chỗ nào hết đó. Để mấy nhỏ bị ông cả chật bóc đẹp luôn. Má cái túi nó làm gì môi ra đụng mẹ cũ gì đâu, đưa lại tiền cọc. Mai em đi tỉnh sớm. Có kỹ là em đưa tiền cọc. Má nó cày nó bán cỡ 30. City đó. Nha. Má cái cũ rồi trời ơi trời. Mẹ nó nôm như vậy luôn nè. Bộ đế này đủ tiền quý vị. Nguyên cái mâm ừ. Tay cành đẹp lắm. Đây quý vị. Anh em bứng chung mấy cây mà là lớn tiền ha quý vị. Thì bứng cái dạo nó khoảng cũng tầm gần cả mét ha quý vị. Cây này nói chung là để rất đẹp quý vị. Nguyên cái mâm luôn ha. Đó. Lại nó sụ lá.
ai bứng cây này hơi lâu, nói chung cây này cũng lớn tiền quá vậy, bứng kỹ vậy cho anh em ha. Thịt ba cô dét quá nè. Thịt ba cô dét. Chung cây này đế thì quý vị khỏi lo ha, bỏ đều hết luôn. Lực không mà nhìn ở ngoài cây này ôm giáp vòng. Hồi Dương xuống ngồi đó ôm mà thử coi Dương. Nhờ anh em này tướng á quý vị thấy ha. Đúng rồi. Rồi ngồi vô thôi thằng nó vậy mà. Mà không bằng bộ đế luôn. Đây quý vị thì anh em cuối cùng cũng làm bầu bứng xong ha. Cây này thì không có nịch dây được ha quý vị, tại qua nhạo. Nói chung là qua nhạo nịch sơ sơ thôi quý vị. Chứ nếu mà nịch giống như mà mấy cái mà mai thiên nhiên á thì nó cái tàn nó gọn, nhưng mà cái qua nhạo thì nịch nếu mà giống như mai thiên nhiên là nó bị tét, nó gãy nhánh hết quý vị. Nè. Nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy không? 3 6 8 người không có gì mà ai cũng lực lực không mà lên cây vất vả. Tại cây này tàn bứng cái vỏ bầu nó quý vị thấy ha. Với cái nồi đế này quá khủng quý vị. Cái nồi đế này rất là bự nên chở cái đậu xe luôn. Xe qua, xe đút xe luôn. Lấy xe đi. Cực lắm không quý vị. Cái gì đó vậy? 2 4 5 tấc không quý vị. Bởi vì cây này nói chung là bộ nồi đế rồi quý vị ha. Thấy là lên anh em cực lắm quý vị. Nhiều khi vợ con đâu thấy cảnh này đâu. Vợ con đâu thấy cảnh này hả? Nhậu tí xíu nó chửi thấy bà luôn hả? Đây quý vị. Đây. Cốt cành ha quý vị. Nhạo không mà lên nu nu đóng vú bò hết luôn ha quý vị. Lên lắc lượng ha. Lên chỗ đó nó lắc ha. Lên tới đỉnh giót lại còn ngón tay cái quý vị. Cái này, ủa cái này bông là nó đẹp không anh chủ nhà? Bông chùm. À, bông bông nói chung là không nhiều không quý vị, 5 cánh riêng. Từ đó giờ anh có chụp hình lại mặt bông không anh? Có chụp gửi qua Zalo em ạ. Anh thấy trong mình trong máy sao anh Vinh? Em về luôn nhắn kìa, chưa mời Hoành luôn em không? Chưa mời Hoành đã vô, mời Hoành, Hoành đã vô lấy xe mà hổ này hả? Này, này phải hỗ trợ anh em đi ra ngoài, này phải hỗ trợ đi ra ngoài xong mới Hoành vô. Này phải hỗ trợ mấy ổng đi ra ngoài. Đây không có gì. Đó. Cây này tàn thì mình cũng có mặt bông luôn ha quý vị. Quý vị nào thích cứ alo ha. Nhưng mà cây này về giá cả quý vị thích cứ alo ha. Nói chung là cây này, cây này cái giá nói chung là cũng để mình hỏi lại mấy anh em giá mình cũng không nắm rõ ha quý vị. Tới cộng dây mầm, tới cộng dây màu vàng nữa kìa, tới cộng dây điện màu vàng nữa. Dưỡng cộng màu vàng. Cái này anh buông được rồi. Cái này nè, cái này nằm trên số mấy mới giao lưu được thiện?
Chút vô rửa mà xong mặt đồ đàng hoàng mới trở về. Đúng nha. Lấy vô trong ơi. Giá thì của mấy anh em đưa ra cũng con số 1 cộng thêm 2 số 0 ha quý vị. Anh em đưa ra giá tham khảo ha, số 1 cộng 2 số 0. Quý vị nào thích cứ alo ha. Tới đó thì cũng khỏe ha quý vị. Ra tới đó là cẩu lên. Rồi tới đây mình cũng xin khép video ha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha quý vị. Rồi, hẹn quý vị video tiếp theo.